tập 46. Anh sợ là vui vẻ với Tiểu Mỹ Cảnh Nhã tổn thương. Anh có còn nhớ lúc trước đây, khi bục bực muốn kéo tôi vào nhóm ba người điên khùng này, anh đã khuyên tôi như thế nào hay không? Anh nói, nếu muốn thực hiện ước muốn thì phải thay đổi. Nếu muốn thoải mái thì phải ác với bản thân mình một chút. Phải có cảm giác có thể chịu đựng được một nhát dao đâm xuyên thẳng vào trong tim mình. Nói thì nghe rất là dễ đó hai vị à. Chẳng phải Giang Tiểu Mỹ đã nói rồi sao? Khẩu hiệu và hiện thực cách nhau tới 108.000 dặm đó. Không nói nữa, ngột ngạt lắm rồi. Sao tôi cảm thấy như căn phòng này bị thiếu oxy vậy chứ? Hai người không thấy như vậy sao? Vấn đề là lại có tiếp một ngã tư nữa. Anh đã may mắn lắm rồi đó, vẫn còn có thể đứng giữa ngã tư để nhìn ngang nhìn dọc, và vẫn còn có quyền để lựa chọn. Tốt quá rồi. Tốt cái con khỉ, đang chẳng muốn chết đi. Tôi hiểu là Tiểu Mỹ, Cảnh Nhã đang khiến cho anh phân vân, nhưng sao vòng tới vòng lui anh lại trở thành hàng hot như vậy chứ? Tại sao rơi vào hoàn cảnh tình tay ba? Tôi không dám nghĩ như vậy đâu. Ai nói tôi muốn quay lại với Cảnh Nhã chứ? Liệu rằng Cảnh Nhã có đồng ý cho tôi theo đuổi không? Cái ngã tư mà tôi đang nói ở đây không hề bao gồm Cảnh Nhã. Được, vậy tôi đổi câu hỏi khác. Nếu như Cảnh Nhã đồng ý cùng anh bắt tay làm lại từ đầu thì anh lựa chọn ra sao? Như vậy mà cũng hỏi cho được? Hoàn toàn không có khả năng nghe nói đâu. Cho nên tôi cũng chưa từng nghĩ là mình nên chọn như thế nào. Có phải là Âu Hiểu Âu đã gặp chuyện gì rồi không? Nói đi chứ. Nếu không nói gì, cô không sợ mình sẽ bị ngộp thở sao? Nếu cô không sợ mình bị chết ngộp thì cô cũng làm tôi sắp chết ngộp đó. Bây giờ có nói không? Cô không nói thì tôi sẽ đi đó nha. Bà đừng có nóng nảy mà. Chờ anh Hoàng tới đã. Chuyện gì vậy? Mà tôi sắp đi ngủ rồi. Nói đi chứ. Đúng là chuyện của Hiểu Âu. Trước khi Hiểu Âu quen biết chúng ta, vào 4 năm trước, cô ấy đã bị ung thư. Vậy bây giờ Hiểu Âu thế nào rồi? Việc điều trị trước đây rất tốt. 3 tháng trước đây cơ thể đã có phản ứng. Tới bệnh viện để kiểm tra, phát hiện lại tái phát giai đoạn cuối. Cô ấy không hề nói với ai hết. Cho nên lúc trước đây, Hiểu Âu thường xuyên hay bị ói. Đúng, do phản ứng thuốc. Bây giờ Hiểu Âu, cô ấy đang ở đâu vậy? Đã về quê rồi. Ở Chu Hải, nhập viện điều trị. Tình hình sức khỏe thế nào rồi? Đã bắt đầu quá trị. Trên lý thuyết là sẽ có khả năng hồi phục. Chỉ là khả năng trên lý thuyết thôi. Chuyện của Hiểu Âu các anh cứ hỏi hoài, và tôi thì một mực giấu. Rất đơn giản,
Hiểu Âu nói là không muốn để cho các anh biết cô ấy là một người bệnh, và không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy thương hại của mấy anh. Hiểu Âu muốn làm bạn bình đẳng với mấy anh. Cô ấy nhờ tôi chuyển lại cho mấy anh cái này. Hoàng Lam Bạch, ba anh bạn già, các anh có khỏe không? Những ngày tháng không có Hiểu Âu bên cạnh các anh, chắc là sự ồn ào cũng bớt đi nhiều lắm hả? Các anh có thấy thoải mái không? Có còn vui không? Thật ra để tìm niềm vui không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Các anh phải kiên trì. Kể từ khi tôi phát hiện mình bị căn bệnh này, tôi đã nói với chính mình, sau này mỗi một ngày, mỗi một giờ đồng hồ, mỗi phút, mỗi giây đều phải vui vẻ, thoải mái. Gặp được các anh chính là thời gian vui vẻ nhất tôi được trải qua trong 4 năm gần đây. Bệnh của tôi lại tái phát rồi, lại phải bắt đầu điều trị tiếp. Tôi không muốn các anh nhìn thấy cảnh không còn mái tóc và một thân hình tiều tụy. Muốn các anh luôn nhớ về tôi với hình ảnh xinh tươi khỏe khoắn và luôn luôn tươm tất gọn gàng. Nên sẽ có một khoảng thời gian tôi sẽ không được gặp các anh, không được vui bên các anh, không được nô đùa với các anh. Yên tâm, tôi sẽ không gục ngã đâu. Có ba mẹ, có bác sĩ và y tá bên cạnh, tôi sẽ cố gắng vui vẻ, cố gắng mạnh mẽ để một ngày sớm nhất được trở lại bên cạnh các anh. Để nhóm ba người điên khùng các anh sẽ biến thành nhóm bốn người điên khùng. Hiểu Âu, Hiểu Âu đã nhấn mạnh không muốn chúng ta tới thăm cô ấy. Mình nên tôn trọng. Vậy mà vẫn cứ giấu. Thì cô gái đó đúng là một cô gái quá kiên cường. Nếu là em sẽ chịu không nổi đâu. Anh và Bạch Chí Dũng, Hoàng Cửu Hằng cứ luôn cảm thấy Hiểu Âu là một cô gái hời hợt, thiếu suy nghĩ, hơi điên điên khùng khùng và có chút khác thường với mọi người. Hễ muốn làm gì thì cứ việc làm, bất chấp hậu quả, điên điên khùng khùng, nói năng thẳng thắn. Thật ra bây giờ anh mới hiểu được, cô ấy muốn nắm bắt thời gian, muốn được sống một cách vui vẻ. Thật ra cô ấy cũng như chúng ta, cũng đang muốn giành giật niềm vui. Chẳng phải là nói trên lý thuyết thì vẫn có thể hồi phục hay sao? Anh nghĩ thử coi, anh còn làm được gì cho cô ấy nữa? Chúng ta có thể làm gì cho cô ấy không? Cũng không biết nữa. Bây giờ đầu óc anh đang rối tung rối nùi lên, trong lòng rất hoang mang. Muốn tới thăm nhưng mà cô ấy không chịu. Anh cũng hiểu,
Anh cũng hiểu là cô ấy nghĩ thế nào. Cô ấy cũng không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng của mình khi đang quá trị. Không muốn mọi người nhìn thấy cô ấy với bề ngoài không xinh đẹp. Em biết là trong lòng của anh vẫn dương vấn cô ấy. Nếu như từ nay anh sẽ không còn gặp lại Hiểu Âu nữa, đó sẽ là niềm hối hận cả đời anh. Tuy ngoài miệng cô ấy nói là không muốn anh tới thăm, nhưng mà nếu thật sự được gặp anh thì chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ rất vui. Nếu như anh thật sự muốn đi thăm Hiểu Âu á, thì nên tranh thủ một chút. Hiểu Âu đồng ý rồi, đồng ý cho mình tới thăm rồi. Cô còn nói gì nữa không? Không có nói gì thêm nữa hết. Cứ ngồi khóc suốt vậy đó. Vậy chút nữa tôi đặt vé máy bay nha. Ừ, tôi tranh thủ đi. Bây giờ tôi làm tới hai bên. Bên phía quán bar trước đây xin nghỉ phép quá nhiều rồi, hơi khó một chút. Còn bên hội sở của tư nhân mới khởi nghiệp, các thực khách đều đang rất ủng hộ chúng tôi, nên cũng hơi khó. Tôi sẽ cố gắng tranh thủ thôi. Nếu vậy thì thôi, anh đừng nên đi, chúng tôi đại diện cho. Anh Hoàng à, đừng khó xử nữa, chúng tôi cũng hiểu được mà. Tiểu Mỹ, vậy thì tôi không đi nha. Tôi nghĩ nhờ cô cầm 100 ngàn để đưa Hiểu Âu giùm tôi. Tôi muốn cô ấy được trị liệu một cách tốt nhất, được nằm loại phòng tốt nhất, uống loại thuốc tốt nhất, mặc quần áo đắt tiền nhất, dùng loại mỹ phẩm đắt tiền nhất. Được không? Anh Hoàng không đi vì bây giờ làm việc hai chỗ, không nghỉ phép được. Hả? Đúng 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 đúng, anh ấy đang dốc sức để kiếm tiền, qua Canada thăm Tiểu Lôi. Được, gặp lại sau nha. Bạn bè quan trọng hơn tiền. Tôi cũng đi. Đi thôi. Tôi là thấy có một số người sau khi quen biết nhau đã lâu vẫn có cảm giác xa lạ, không thể trở thành bạn bè. Còn Hiểu Âu thì thuộc dạng mới gặp là đã thấy thân quen, rất hiếm có. Cô ấy là một người bạn tốt, là một cô gái tốt. Vậy anh hãy nhớ những lời này để nói lại một lần nữa trước mặt Hiểu Âu. Chắc chắn cô ấy sẽ rất vui. Những người tốt. Lâm Hưởng đã đi, Hiểu Âu thì bệnh, Tiểu Mỹ thì chịu dày dò, Thượng Quan Tuệ cô độc một mình, Cảnh Nhã lòng dạ thiện lương, đều là những người tốt. Nếu họ đều là những người tốt, vậy thì tại sao lại bắt họ phải gánh chịu nhiều khổ nạn như vậy chứ? Mấy lời này của anh nhớ là không được nói trước mặt Hiểu Âu đó, biết chưa? Tôi biết rồi.
Yên tâm đi. Trung tâm trị liệu Samuel, thành phố Chu Hải. Ê, ở đó kìa. Hiểu không? Thế nào rồi? Cũng khá tốt. Âu Hiểu Âu biết có các anh chị tới, vừa mới thức dậy để nhìn ra ngoài cửa, còn thường ra bên cửa sổ để nhìn ra ngoài sân. Làm phiền mọi người quá, vì phải thu xếp công việc để tới đây. Cảm ơn mọi người. Hiểu Âu, cô khách sáo cái gì vậy chứ? Lại là làm phiền, lại là cảm ơn. Thật không giống như những lời lẽ của Âu Hiểu Âu chút nào hết. Làm Thiên Ngu, lúc ngồi trên máy bay, chẳng phải anh có những lời đánh giá Hiểu Âu sao? Nói cô ấy nghe đi. Không nói đâu. Những lời khen tặng trước mặt thì không nói được. Nhìn có vẻ tinh thần diện mạo đều khá tốt. Tốt hơn tưởng tượng của tôi đó. Có lẽ bệnh tình của Hiểu Âu không đến nỗi tệ như vậy. Cũng đâu thể nào trời cao lại không có mắt. Một cô gái tốt và dễ mến như Hiểu Âu chắc chắn sẽ không để cô ấy rời xa chúng ta đâu. Mong rằng ước vọng của mấy anh làm cảm động con ma bệnh và cảm động lòng trời, để Hiểu Âu của chúng ta được sống tiếp. Em dành tình yêu của mình cho anh rất đơn giản, là vì muốn giúp anh thoát khỏi bóng tối tâm lý, cũng để cho một phế nhân đang trọng bệnh như em vẫn còn có ích, còn có chút giá trị, có việc để làm, không đến nỗi suốt ngày nghĩ tới bệnh của mình. Nhưng chỉ tiếc là em đã không làm tròn lời hứa của mình rồi. Em đã làm tròn lời hứa của em rồi. Em đã làm tròn rồi. Thật đó. Những chặng đường đó, cùng với những ngày tháng đó, anh không dám nói là mình hoàn toàn có được niềm vui, vui đến quên mình. Nhưng có rất nhiều khoảnh khắc anh đã thật sự quên đi hết những điều phiền muộn đè nặng trong lòng. Nên đối với anh, vậy là đã đủ rồi. Kể từ khi nhập viện điều trị, em cũng luôn có niềm hoang tưởng. Em mơ thấy em sẽ được khỏe mạnh trở lại, được cùng anh vui chơi thỏa thích, cùng đuổi đi. Em mơ là mình còn có thể trở lại bên cạnh anh, còn có thể giúp anh. Chỉ cần anh muốn thì em sẽ tiếp tục hẹn hò với anh, tiếp tục đóng vai bạn gái của anh, cho tới khi nào anh thực sự cảm thấy thoải mái. Còn nếu anh vẫn chưa được ung dung thì em sẽ luôn luôn bên cạnh anh. Dù tới khi anh già đi, em cũng già đi, em vẫn có thể đóng giả cả đời bên anh. Chỉ cần anh đồng ý. Nếu thật sự có ngày như vậy thì cả hai chúng ta đều đã bạc đầu, mặt đầy nếp nhăn,
chân run rẩy, nhưng mình vẫn sẽ nương tựa, nâng đỡ lẫn nhau. Bức tranh đó đẹp biết chừng nào. Nhưng em cũng biết rằng đây chỉ là những quan tưởng mà thôi. Bệnh tình của em rất khó trị. Làm thiền ngu, nếu như em không trở lại bên cạnh anh nữa thì mình sẽ gặp trên thiên đường nha. Được rồi, mình sẽ gặp trên thiên đường, nhưng không phải bây giờ. Đây sẽ là chuyện rất lâu sau này, khi chúng ta đều đã già, không đi nổi nữa, không muốn sống nữa. Khi tới lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau lên thiên đường. Hiểu Âu à, em là một cô gái rất hiền lương, cho nên em sẽ không rời xa anh nhanh như vậy đâu, đúng không? Hứa với anh, không được nghĩ tới những kết quả không hay. Chỉ cần mình kiên cường lên thì kỳ tích chắc chắn sẽ xuất hiện thôi. Xin em đó, hãy hứa nha, không được bỏ cuộc, nhớ chưa? Nào, thật ra mỗi người đều có người mình yêu, và cũng có những người yêu thương mình tốt biết mấy. Chịu ấm ức một chút, gặp một chút trắc trở cũng đừng nên chán nản, và đừng so đo gì nhiều. Các anh hãy nhìn Tiểu Mỹ đi, chị ấy gian nan không thua gì các anh đâu, nhưng chị ấy vẫn vượt qua và vẫn bình thản sống đó thôi. Thật ra thì tôi đồng ý với khẩu hiệu của nhóm ba người điên khùng: sống trong hiện tại, vì hiện tại mà sống. Nhưng mà sau khi tôi lâm bệnh, phải nằm trên giường bệnh và có nhiều thời gian để suy nghĩ, nghĩ đến hiện tại cùng quá khứ và tương lai nữa luôn kết nối với nhau, không thể nào ép buộc chúng tách rời nhau được. Ý cô là một hiện tại không có trước không có sau, là hoàn toàn không có. Đúng vậy, một hiện tại mà không có quá khứ tương lai thì cũng không thể gọi là vui được. Tôi xin lỗi vì nãy giờ tôi nói hơi lung tung, giống như đang lên lớp các anh vậy. Xấu hổ thiệt, để cho một cô gái với tuổi đời còn rất trẻ như cô, một cô gái không nhà, không nghề, không con cái, đi nhắc nhở chúng tôi nên phải sống làm sao. Chị biết thời gian này ở trong bệnh viện em rất ngột ngạt.
Nếu muốn nói gì thì cứ việc nói đi. Mọi người sẽ lắng nghe. Chỉ cần em đừng để mình quá mệt là được. Thời gian nằm viện rảnh và buồn lắm chứ, nên thường lên mạng. Ở trên đó tôi thấy có một người Mỹ tuổi cũng đã cao, tên là Alan Stewart, là một đạo diễn điện ảnh. Ông đã từng nói rằng ở trên thế giới này có hai câu nói nghe êm tai nhất. Một câu là anh yêu em. Còn câu kia là khối u của bạn là lành tính. Nhưng chỉ tiếc là cả hai câu nói này tôi đều không thể nghe được. Mãi mãi không bao giờ nghe được. Giữa anh và Thượng Quan Tuệ bây giờ sao rồi? Khá hơn chút nào không? Khá nhiều rồi. Nhưng mà luôn có cảm giác không thể nào hồi phục lại như trước đây được nữa. Vợ của anh ngoại tình trong tư tưởng, anh đau khổ, không thể giải thoát được. Điều này mọi người ai cũng hiểu mà. Nhưng khi anh muốn mượn cái cớ này để phóng túng mình, để buông thả mình, thì lại là biến nỗi khổ thành trò chơi, biến nỗi khổ thành một cái cớ, rồi sau đó làm tổn thương chính mình, tổn thương người thân. Như vậy là nông cạn. Và điều này thật sự rất vô vị. Nếu mà người có lương tâm thì sẽ chôn vùi nỗi đau của chính mình. Bởi vì một khi trong lòng anh đã đầy ắp những nỗi đau thì cũng sẽ không còn vị trí cho sự thiện lương nữa. Nông cạn, vô vị. Khi dùng hai từ này để nói về anh, không hiểu tại sao lại quá chuẩn xác. Làm thì Ngu nói rất đúng. Em phải nghĩ về hy vọng, không được nghĩ về tuyệt vọng. Tiểu Mỹ, chị có thấy là hy vọng sẽ dày dò hơn là tuyệt vọng không? Chị vẫn chưa hiểu. Hy vọng luôn luôn là niềm quan tưởng, là tưởng tượng, một sự chờ đợi không thực tế. Nên thời gian để hy vọng là dày dò người ta, càng lâu càng dài. Ngược lại, tuyệt vọng chính là kết quả. Bạn chỉ có thể chấp nhận, không thể nào từ chối. Chấp nhận rồi thì coi như nhẹ nhõm. Hiểu không? Hứa với chị, không được suy nghĩ lung tung nữa, không được từ bỏ hy vọng, nhớ chưa? Em biết rồi. Bất kể kết quả có ra sao, em cũng đều chấp nhận mà. Chị có còn nhớ 2 tháng trước đây, lúc đó khi chị đưa em tới bệnh viện, em đã nói gì với chị không? Chị nhớ. Đương nhiên là nhớ. Em nói với chị, trên đời này chắc chắn một điều, ngoài những người thân họ hàng có quan hệ huyết thống với em ra, chị chính là người thân duy nhất của em. Đúng vậy.
Tôi người bạn gây liên lụy cho chị, ăn cũng của chị, uống cũng của chị, như là người thân của chị. Em đúng là may mắn quá rồi. Em còn nói với chị, nếu như bệnh của em không trị khỏi được, và nếu như em phải rời xa thế gian này, thì hai chuyện em mong mình sẽ được nhìn thấy nhất là chị có thể sẽ ly hôn, có thể giữ lại quán bar. Bây giờ hai chuyện này đều đã làm được rồi. Và cả hai chuyện này hoàn thành được cũng là nhờ sự giúp đỡ của em. Em còn nói với chị, nếu như hai chuyện này đều đã được viên mãn, thì em không còn sợ chết nữa. Lúc đó em chết được rồi. Em chết mà không hề hối tiếc. Tiểu Mỹ, hứa với em, hãy vì em mà sống một cách vui vẻ, thoải mái, không được u sầu nữa. Ở trên thiên đường em sẽ dõi theo chị. Đừng có khóc nữa, không được khóc. Đừng khóc nữa. À, về rồi sao? Dạ về rồi. Đó là gì vậy? Đây, từ từ nhé. Ba cậu học trò của tôi ở Chu Hải. À, chào các anh. Thật ngại quá, làm các anh phải vất vả. Vậy mà còn mua cho tôi quá nhiều quà cáp. Hiểu Âu à, vậy thì bây giờ cô có muốn biết chúng tôi đã mua quà gì để tặng cô không? Đừng bí mật nữa mà, mở ra coi đi. Mở ra. 6 thùng này đều là sách. Tôi có đủ trình độ vậy không? Tới 6 thùng sách luôn. Để làm gì chứ? Để tôi mở một thư viện trong bệnh viện à? Chúng tôi phân chia lực lượng đi lục lọi khắp các nhà sách ở Chu Hải này, tất cả 6 tiếng đồng hồ. Đây là tất cả những gì đã mua được, gồm tất cả những câu chuyện cười, những sách về hài kịch, tổng cộng 268 cuốn. 268 cuốn? Tất cả chúng tôi đều mong rằng trong suốt thời gian cô dưỡng bệnh, mỗi ngày dở vài trang, phải cười. Hễ vui thì phải cười, còn nếu không vui, lát sau cũng phải cười. Cảm ơn nhiều nha anh Bạch, tôi vẫn đang cười đi. Còn nữa nha, kể từ hôm nay, bữa trưa và bữa tối của cô sẽ do ba cậu học trò này của tôi đem tới. Bác sĩ đã đồng ý rồi. Cô không được cách sáo gì, ba cậu học trò này đều có chút danh tiếng ở địa phương. Cô có ăn của họ cả trăm năm cũng không sao. Chút nữa họ sẽ nhắn thực đơn qua điện thoại, cô tùy ý chọn. Nè, hiểu không? Thu mấy giọt nước mắt lại mau. Thu lại mau. Gây phiền phức cho các anh quá. Cô đừng khách sáo. Thưa thầy, vậy tụi em ra ngoài chờ nha. Nhất Minh à, phải đảm bảo dinh dưỡng nha. Dạ được, thưa thầy, xin thầy yên tâm, đi. Xin thầy yên tâm. Hiểu không à, chúng tôi rất vinh dự khi cô đồng ý nguyên tắc vui vẻ của chúng tôi. Vậy cho nên chúng tôi cũng mong những quyển sách này có thể mang niềm vui tới cho cô. Cô nhất định phải vui vẻ, cho dù không thấy vui cũng phải ép cho bản thân mình vui lên. Tôi sẽ nghe anh và sẽ cố gắng. Vì cuộc đời này của cô vẫn còn rất dài mà, chúng tôi chờ cô vài năm thì có nghĩa lý gì đâu chứ. Hai câu nói êm tai nhất trên đời mà vị đạo diễn người Mỹ kia đã nhắc tới, em vẫn có thể nghe một câu. Chắc chắn một điều em sẽ nói với người khác, em yêu anh. Hoặc là em sẽ cứ chờ người khác nói với em,
Anh yêu em. À, Hiểu Âu à, chúng tôi cũng bàn bạc rồi, tôn trọng ý kiến của cô, không tới thăm cô nữa, không hỏi thăm bệnh tình của cô, cũng không gọi điện thoại cho ba mẹ của cô ở quê nhà hoặc bác sĩ ở đây. Nhưng em phải hứa với mọi người là phải ăn ngủ thật đúng giờ, uống thuốc đều đặn, và cứ âm thầm đọc hết những quyển sách này đây, phối hợp điều trị. Mọi người mong lại được nhìn thấy một Hiểu Âu thật hồn nhiên, thật xinh đẹp, hễ muốn làm gì thì làm, thật thà ngây thơ một cách đáng yêu. Cuộc hẹn hò giữa tôi và Hiểu Âu kéo dài trong 212 ngày, đã nói rất nhiều điều, phần lớn không thể nhớ nổi, nhưng bốn từ nông cạn và vô vị thì đã thật sự xuyên thấu vào tận tâm can của tôi. Vì sự hiền lành của Hiểu Âu, tôi nghĩ là anh cũng nên đem những nỗi khổ của mình chôn sâu xuống đáy mồ. Có lẽ anh cũng nên dứt bỏ hết những nỗi ấm ức kia đi. Không phải có lẽ, mà bắt buộc. Bởi vì tôi đã hứa với Hiểu Âu, hứa với một người bạn tốt bụng đang mang bệnh nan y, thì tôi phải làm được. Tôi không muốn ngày nào đó cô ấy đi thật sự, cô ấy rời khỏi thế giới này, tôi lại phải hối hận, hổ thẹn trước cô ấy. Anh thực sự xác định tình cảm giữa anh và Hiểu Âu không phải tình yêu? Tôi không phủ nhận đã yêu Hiểu Âu. Tôi và Hiểu Âu có tình yêu, tình cảm. Nhưng mà nếu gắn hai chữ ái tình cho trường hợp hai chúng tôi, thì nên chia ra thành hai chữ, là chữ ái giữa những người bạn và chữ tình giữa các anh em. Tôi cũng không thể nói tôi và Hiểu Âu không xứng có tình yêu, nhưng một người quá đơn thuần đối với tình cảm như cô ấy thì tôi không thể có được. Bởi vì tôi luôn có do dự, nhìn đông nhìn tây, và quá suy tính trước sau, không dám vì một người phụ nữ buông bỏ tất cả những gì bên cạnh. Tôi quá đổi thế tục, không có đủ sự mãnh liệt để buông bỏ tất cả, thật sự chưa đủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là anh đã có một cậu con trai, có cả mẹ của cậu bé. Đó là điều anh không thể nào buông bỏ được. Đó chính là trách nhiệm của anh. Anh bạn, sắc mặt không được thoải mái chút nào nha. Sao giống như bị táo bón vậy chứ? Đừng u sầu như vậy nữa có được không? Vui lên chút đi.
Đúng thật là khó coi nha. Tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ một ngày nào đó anh thật sự tái hợp lại vợ con, cùng nhau đoàn tụ. Ngay cả mối quan hệ giữa Giang Tiểu Mỹ và Bạch Chí Dũng tôi cũng rất sợ nữa. Tôi sợ nếu như hai người họ thật sự yêu thương nhau và cùng nhau sống một cuộc sống vui vẻ, anh và anh Bạch Chí Dũng quẳng tôi qua một bên, không quan tâm tôi. Ngay cả một người bạn để uống rượu trò chuyện cũng không có. Tôi sẽ cô đơn. Buổi tối hôm qua tôi ra sân đi bộ một mình và nhìn thấy một con mèo quang. Tôi đã nhìn nó và nhìn nó thật lâu, thật lâu. Tôi thực sự sợ có ngày mình sẽ phải sống một cuộc sống như nó vậy.